Yeah, we are the Jackson Boy. Hôm nay thì mấy anh em Jackson Boy tổ chức giao lưu đua xe nha. Đến với cuộc đua ngày hôm nay thì thấy thì toàn là anh em xong chỗ không à. Có hình như là hai ba chiếc xẹp điện nụ sổ trái 62 hay gì đó. Nó thấy chạy trước mà xa quá tôi nhìn không kịp thôi. Ráng tôi bình luận cho nó. Ê, đủ mẹ mới vô bình luận đạp nữa rồi. Đủ mẹ hỏng rồi, có sao không? Không sao hả, lên đi đi tiếp đi. Có vẻ là mấy anh em chơi đua xe khá nhiệt tình nha. Gì nữa vậy, đủ mẹ gì nữa, mấy ông thần. Trời ơi đủ mẹ nữa rồi sổ nữa. Trời ơi lô đua xe đi mà đủ tối ngày sổ hoài. Đáng lý rồi mấy cảnh này trong đua xe là cắt ra nha anh em. Nhưng mà tại vì đây là chương trình trực tiếp nên muốn quay trực tiếp cho anh em coi tại các trường đua nó như thế nào nha nó. Thấy không, móc đầu luôn anh em, đi xe điện 62 móc đầu luôn. Rồi tới khúc cua rồi đây, tay đua nóng hiểm vàng này coi bộ khá mát à. Nhìn anh em tính tỉnh không có mình nó hơi ba trợn xíu anh em thông cảm. Rồi tiếp tục là tay đua nóng hiểm vàng dẫn đầu. Rồi như vậy là tay đua quyết định đạp bạn đang đi qua đường nhảy xuống sông. Tại vì con đường có thể nói là khá hẹp. Một quá rồi anh ấy quyết định là vớt vớt anh này lõng dưới mương vớt lên. Rồi đúng rồi, anh ấy đang kêu gọi đồng đội. Rồi như vậy là anh ấy quyết định nhảy xuống sông để vớt anh ấy lên. Chắc một người vớt cũng đủ. Rồi anh em mấy anh em rất đoàn kết, mấy anh em đua xe như vậy là tôi thấy rất là nhiệt tình nha. Nó tiếp tục tiếp tục. Rồi lại là thanh niên tay đua nó nóng hiểm vàng. Làm gì nữa đây? Chết cha, chết tôi. Rồi xong, tiếp tục là gây hấn nữa. Quánh luôn. Thằng này chủ yếu là nó không phải đi đua xe nha anh em, nó đi phá tem. Đó, tiếp tục đua. Rồi tới con đường gồ ghề tiếp tục. Nó coi kìa, nó lạng kìa. Cái thằng nóng hiểm vàng tiếp tục. Vẫn là anh ấy, không ai khác được. Mặc dù là ban ngày nhưng anh ấy quyết định bắt đèn xe. Rồi tiếp tục cuộc đua thôi. Chết cha, dưới cái mỏ vô cái nhà rồi. Chết con đĩ mẹ rồi, chảy máu rồi anh em ơi. Tai nạn rồi, đúng má xảy ra tai nạn rồi. Qua wow, cái lưng anh ấy xăm hơi bị tới nha anh em. Đó, chiếc xe đúng độ luôn, cái yên hơi bị tới gáo à. Tiếp tục di chuyển thôi, mình gần tới đích rồi. Đáp, đáp. Rồi xong, hư luôn rồi. Rồi, rồi, đáp. Chết tôi, như vậy thì xe cũng chạy rồi, anh ấy tiếp tục cuộc đua. Đúng là đâu mấy anh em Jackson Boy là phải chơi tới như vậy mới được chứ.